Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Tôi xin gửi lời chào thăm đến toàn thể quý bà chị em, quý con cái Chúa đang thờ phượng Chúa tại hội thánh buổi chiều nay và cũng như những con cái Chúa chúng ta đang theo dõi chương trình online của chúng tôi. Cảm ơn Chúa, nguyện Chúa ngài ban phước cho tất cả chúng ta buổi chiều nay. Ở trong danh Đức Chúa Jesus chúng ta sẽ là những người mạnh mẽ và đắc thắng. Amen. Tạ ơn Chúa, sau một thời gian sống ở tại Hoa Kỳ, định cư và sinh sống tại đó thì Chúa ngài cho phép vợ chồng chúng tôi được về Việt Nam trong thời điểm này. Và khi mà chúng tôi về thì chúng tôi cũng không có báo trước cho ai biết hết, ngay cả ba mẹ của tôi và cũng như gia đình bên vợ của tôi thì không ai biết. Để tạo sự bất ngờ thì chúng tôi cũng đã đến gõ cửa tận nhà và tạo sự ngạc nhiên cho mẹ vợ và cũng như cho những người thân trong gia đình. Hầu như là không ai tin rằng là chúng tôi có thể về được trong cái thời điểm này. Tôi làm việc đó bởi vì chúng tôi có cái lý do riêng của chúng tôi. Nhưng mà dù là lý do gì đi chăng nữa thì Đức Chúa Trời ngài vẫn luôn tốt lành và lạ lùng trên đời sống của gia đình của chúng tôi. Bởi vì như những người chúng ta có người thân ở bên Mỹ, chúng ta biết rằng là hầu như 100% tất cả những người đi định cư tại Hoa Kỳ trong năm đầu tiên họ đều rất là khó khăn. Có thể họ không nói gì về gia đình, không nói gì về cái cuộc sống khó khăn của họ tại Mỹ cho gia đình hay hoặc là cho chúng ta hay. Nhưng mà 99% tất cả những người đi định cư tại Hoa Kỳ họ đều gặp khó khăn ở trong năm đầu tiên. Cho đến năm thứ hai, thứ ba thì họ bắt đầu dần ổn định và họ thích nghi với cuộc sống tại bên đó. Và tôi cùng với gia đình của tôi cũng không phải ngoại lệ. Khi chúng tôi đến tại Hoa Kỳ thì chúng tôi gặp khó khăn ngay trong những tháng đầu bởi vì tôi chưa có được gọi vào làm việc ở trong công ty. Và trong 3 tháng đầu tiên thì chúng tôi không có việc làm và chúng tôi không có thu nhập. Rồi phải trả tiền nhà, tiền điện, rồi tiền bill này kia. Và chúng tôi thật sự khủng hoảng trong thời gian đó. Nhưng tạ ơn Chúa thì Chúa ngài đã giúp đỡ và Chúa ngài mở đường cho chúng tôi. Chúng tôi có việc làm và chúng tôi tôi có thể đi làm ở trong hãng và vượt qua được cái giai đoạn đó một cách đầy vất vả. Trong thời gian đó thì chúng tôi cũng làm đủ thứ nghề để mà có thể duy trì và kiếm sống. Tôi phải đi làm xây dựng cùng với những con cái Chúa bên đó. Vất vả lắm và tôi có cầu nguyện với Chúa và Chúa ngài đã lắng nghe lời cầu nguyện của tôi. Chúa cho tôi đi làm trong hãng. Tuy cũng vất vả nhưng mà nó cũng không có bấp bênh giống như ở bên ngoài. Tạ ơn Chúa, đến cuối cùng thì Chúa ngài cho tôi được về lại Việt Nam này ở trong sự ngạc nhiên và vui mừng của gia đình. Và chính bản thân của chúng tôi cũng rất là ngạc nhiên khi mà đứng tại đây, ở tại đất nước Việt Nam để mà làm chứng lại về những ơn phước của Chúa đã làm trên quê hương ở tại Hoa Kỳ. Cảm ơn Chúa, tôi dâng lời biết ơn Chúa bởi vì Chúa ngài thành tín trên đời sống của tôi. Và nhiều năm trước tôi đã nhìn thấy cái hình ảnh này quý mài chen. Nhưng mà thú thật mà nói thì tôi chỉ tin 80% thôi chứ không tin 100%. Cho đến bây giờ tôi mới tin 100% những gì mà Chúa ngài đã phán với tôi trước đây là thật sự. Tức là thật sự mình có thể mình nghe, mình nếm, mình chạm đến nó. Còn trước đây mình chỉ thấy từ xa thôi và mình vui mừng vì đó, chứ mình chưa thể chạm được đến nó. Và tôi biết ơn Chúa bởi vì Chúa ngài đã thay đổi lịch sử gia đình của chúng tôi. Và buổi chiều hôm nay thì tôi xin được phép chia sẻ về một cái chủ đề, đó là những nguyên tắc để thay đổi số phận trong ơn của Chúa. Thưa quý bà chị em, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng là Chúa chính là đấng đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, cùng giới hạn chỗ ở của họ. Công vụ đoạn số 17 câu số 26 cho chúng ta biết điều đó. Chúa chính là đấng đã khiến cho thế giới của chúng ta có hơn 8 tỷ người trong hiện tại, mà 8 tỷ người trong hiện tại này được sinh ra bởi chỉ một người duy nhất mà thôi. Và trong 8 tỷ người đó, mỗi người đều có một cái số phận, đều có một cái câu chuyện cuộc đời của họ. Họ có một cái giới hạn nơi ở của họ. Có người thì ở tại Việt Nam, có người thì ở châu Âu, có người thì ở châu Mỹ, có người thì ở châu Á, có người thì ở châu Đốc. Nhưng mà dù ở châu nào chăng nữa thì Chúa chính là đấng đã định trước cho chúng ta rồi. Chúng ta giàu, chúng ta nghèo, chúng ta là nam hay là nữ, chúng ta là anh cả hay là em út, chúng ta là người học thức hay là không học thức, chúng ta sống ở thành phố nào hay là chúng ta ở thôn quê, thì Chúa ngài cũng định trước cho cuộc sống của chúng ta. Cuộc sống của chúng ta sống lâu, sống thọ hay là sống ít năm
ở trên đất này thì Chúa Ngài cũng đã định trước rồi. Tại sao vậy quý mà chị em? Ở trong câu 27 chúng ta thấy rằng là hầu cho chúng ta có thể hết sức tìm kiếm Đức Chúa Trời, rơ tìm Ngài cho được. Để chi vậy? Để Chúa sẽ thay đổi cái giới hạn của chúng ta. Nếu quý vị biết rằng cuộc sống của chúng ta mong manh và ngắn ngủi, và chúng ta mong muốn mình được sống lâu, sống thọ hơn để mình tiếp tục thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa trên đất này, chúng ta có thể cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, xin Chúa Ngài cho cuộc đời con sống dài và sống thọ hơn. Được không quý mà chị em? Nếu quý vị đang ở trong nhà trọ, nhà thuê, nhà mướn, sống ở trong nhà lá lụp sụp, và chúng ta không thỏa lòng với cái điều kiện hiện tại đó của mình, mình không muốn rằng là cuộc đời của mình, con cháu của mình ngàn đời sau này cứ sống ở trong nhà lá mãi, chúng ta có quyền cầu xin Chúa thay đổi số phận của mình. Được không quý ma chém? Chúa ơi, xin cho con được sống ở trong cái nhà sang khang trang hơn, rộng rãi hơn, để danh Chúa được vinh hiển. Và chúng ta có quyền để chúng ta cầu xin Chúa để thay đổi cái giới hạn của mình ở trong chỗ ở cũng như trong cuộc đời của chúng ta. Sự giàu có hay là sự vinh quang cũng đều do Chúa mà đến. Ở trong sự ký thứ nhất đoạn số 29 câu 12 chép rằng là hoặc sự giàu có hoặc sự vinh quang đều do Chúa mà đến. Và Chúa quản trị trên muôn vật, quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa. Tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người. Cảm ơn Chúa. Giàu hay nghèo đều có số hết quý bạn chị em. Chúa muốn ban cho ai thì Ngài ban. Đúng không ạ? Sức mạnh hay là cái sự tôn trọng cũng do Chúa ban cho. Có người có sự giàu có nhưng mà không được người khác tôn trọng. Có người được nhiều người tôn trọng nhưng mà không có sự giàu có hoặc là sự vinh quang. Hoặc là có người có đầy đủ, có sự tôn trọng, có sự giàu có, có sự vinh quang nhưng mà không có sức khỏe tốt. Cho nên tất cả những điều đó đều do Chúa Ngài ban cho. Và số phận của chúng ta được viên mãn và được phước hay không, đó nằm ở trong tay của Chúa. Và Chúa nói rằng là hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Hãy xin vì, bởi vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và ai gõ cửa sẽ được mở. Chúng ta không nhận được là bởi vì cớ chúng ta không cầu xin. Có nhiều người con cái Chúa, tin Chúa, nghĩ rằng là cuộc đời mình tự động nó sẽ được phước, tự động mình sẽ giàu có, tự động mình sẽ được ăn nên làm ra, tự động mình sẽ được thịnh vượng. Nhưng mà không có cái gì tự động ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời với mà chị em. Nếu chúng ta không quỳ gối cầu xin Chúa thì phép lạ không bao giờ xảy ra. Nếu chúng ta không quỳ gối cầu xin Chúa thì một cái bánh mì Chúa cũng không đem đến cho chúng ta nữa quý bà chị em. Quý vị nhớ câu chuyện của dân Israel trong đồng vắng không? Họ không cầu nguyện với Chúa thì Chúa cũng không cho họ bánh mana đâu. Cho đến khi họ kêu van Chúa và nhờ Môi-se cầu nguyện thì Chúa mới khiến cho mana từ trời rơi xuống. Họ có cái để mà ăn nữa mà. Nếu Môi-se không cầu nguyện xin Chúa Ngài cho thịt thì chim cút cũng không đến. Tất cả mọi phước hạnh ở trên đất này mà con cái Chúa nhận được đều thông qua sự cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên buổi chiều nay tôi chia sẻ những nguyên tắc này để cuộc đời và số phận của chúng ta được thay đổi trong ơn của Chúa. Tôi biết rằng là quý vị có nhiều ước mơ lắm, đúng không ạ? Không những ước mơ cho mình nhưng mà ước mơ cho gia đình của mình, cho con cái, cho dòng dõi hậu từ của mình. Bởi vì đó là cái bản năng của người chúng ta, là chúng ta mong muốn cuộc sống của mình sẽ tốt hơn. Không ai mong muốn cuộc sống của mình nó tệ hơn cả, đúng không ạ? Ai cũng mong muốn là cuộc sống của mình sẽ có một chiều hướng phát triển nhiều hơn. Dòng họ sẽ nhìn thấy rằng chúng ta là những người được phước và Chúa của chúng ta được vinh hiển. Thế nhưng có nhiều con cái Chúa không biết cách làm thế nào để mở cửa trời của Chúa ra để cuộc sống của mình được chiếu rọi trong ánh sáng vinh hiển của Ngài. Để ánh sáng của Chúa sẽ dẫn chúng ta từ vinh hiển qua vinh hiển. Có một lần nọ khi tôi cầu nguyện với Chúa, tôi tìm kiếm Chúa và Chúa Ngài cho tôi có một khải tượng. Nó là mỗi một con cây Chúa ở trên đất này có một cái kho tàng ở trên trời. Và cái kho tàng này đó là một cái tủ có chìa khóa. Và Chúa trao cho mỗi người chúng ta có một cái chìa khóa. Và khi cái chìa khóa đó được đút vào trong cái tủ phước hạnh đó, chúng ta sẽ mở ra vô số những phước hạnh mà thiên đàng đã định sẵn chúng ta trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng mà trong khải tượng đó tôi nhìn thấy có một số người, họ vì một lý do nào đó họ bị nhầm lẫn ở trong cái chìa khóa đó. Họ lấy những cái chìa khóa nó giống như cái chìa khóa mà Chúa ban cho họ, và thế là họ đút cái chìa khóa nhầm lẫn nó vào trong cái két sắt phước hạnh mà Chúa định cho họ. Rồi họ cố gắng họ mở mãi mà mở không được. Và thế rồi có một người kia đã
loay hoay tìm ở trong cái chùm chìa khóa của mình. Họ cố gắng họ đút từng cái vào trong cái ổ khóa đó để cố gắng mở ra cái hộp phước hạnh mà Chúa đã định sẵn cho họ. Và đến cuối cùng thì sau một hồi loay hoay thì họ đã đút vào trong cái ổ khóa đó đúng cái chìa khóa. Và Chúa cho tôi nhìn thấy trên cái chiếc chìa khóa mà mở ra cái cánh cửa phước hạnh của Chúa trên đời sống của mình, nó có nhiều cái răng. Mỗi một cái chìa khóa nó đều có những cái răng, đúng không quý mài chị em? Nó có những cái khứa. Có thể nhìn sơ đó thì chúng ta thấy rằng là ồ, cái chìa khóa này nó cũng có 8 cái răng, cái chìa khóa kia cũng có 8 cái răng, nó cũng na ná giống nhau đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta không đút vào đúng cái chìa khóa mà Chúa ban cho mình của chính cái cánh cửa đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể mở ra cánh cửa phước hạnh của Chúa. Và Chúa nói với tôi rằng là những cái răng ở trên chìa khóa đó chính là những cái nguyên tắc vàng của Kinh Thánh để chúng ta có thể nhận được cái chìa khóa thuộc linh, mở ra những cánh cửa phước hạnh thuộc linh trên đời sống của mình. Lý do tại sao mà có nhiều con cái Chúa ngày hôm nay họ không thể bước vào trong đất hứa, họ không thể ở trong đỉnh điểm cuộc sống của họ một cách đầy dẫy phước hạnh, là bởi vì cơ họ sử dụng sai chìa khóa, hoặc là họ không sống đúng theo cái những cái nguyên tắc Kinh Thánh mà Chúa ngài muốn họ phải sống theo lời của Chúa. Hoặc là họ có thể sống đúng một vài nguyên tắc nào đó, nhưng mà họ không sống đúng hết toàn bộ những nguyên tắc ở trong Kinh Thánh. Giống như cái chìa khóa mà tôi nói khi nãy, nếu nó có 8 cái răng ở trên chìa khóa đó, mà vì một lý do nào đó mà một hoặc là hai cái răng không có ở trên cái chìa khóa đó, thì có mở cửa được không quý mài chị em? Không mở được. Cho nên chúng ta cần phải sống đúng theo những nguyên tắc của Kinh Thánh, hầu cho đời sống của chúng ta sẽ có thể mở được những cánh cửa phước hạnh trên cuộc đời của mình, trên gia đình của mình, trên con cái của mình sau này, quý mời chị em, trên tương lai của chúng ta nữa. Và Chúa đã mất rất là nhiều thời gian cho đời sống của tôi để dạy tôi những điều này. Và khi mà chúng ta nhìn vào Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều người họ đã được Chúa thay đổi số phận của họ. Từ nghèo hèn được trở nên sang trọng, từ rủa xả trở nên phước hạnh, từ vô danh tiểu tốt trở nên nổi tiếng và vĩ đại, từ tầm thường thất học trở thành phi thường và siêu phàm, từ những người hèn hạ đáng khinh họ đã trở nên những người làm những việc lớn và vĩ đại cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn số 1 câu 26 cho đến câu 29 chép rằng là: hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng, nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dài ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn, Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh, Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có hầu cho làm những sự có không ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Gia-cơ đoạn 2 câu 5 chép rằng: hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe này, Đức Chúa Trời há chẳng lừa kẻ nghèo theo đời này, đang làm cho trở nên giàu có trong đức tin và kế từ nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao? Như vậy thì Chúa Ngài đã chọn những người nghèo khổ ở trong đời này để biến đổi họ trở nên những người giàu có trong đức tin và kế từ nước thiên đàng của Ngài. Tại sao Chúa lại chọn những người nghèo? Chúa chọn những người vô danh tiểu tốt, những người tầm thường, những người dốt nát, những người có vẻ không có ra gì ở trong thế gian này, để biến đổi họ trở thành những người phi thường trong vương quốc của Đức Chúa Trời, quý mài chị em. Tại vì đa phần khi những người nghèo khổ, những người họ không còn gì ở trong thế gian này, họ sẽ có cái động lực mạnh mẽ để có thể bươn tới và tìm kiếm Đức Chúa Trời, hơn là những người có đầy đủ viên mãn trong cuộc sống này. Họ có tiền đầy túi, tinh đầy tim, họ có nhiều cái lời hứa hẹn của thế gian này, thì họ đâu cần đến Chúa nữa, quý mài chị em. Họ đâu cần phải nhìn chăm xem lời Chúa, không cần phải tìm kiếm Chúa hết lòng đâu. Bởi vì sao? Chúa đời này đã cho họ có đầy đủ rồi. Và cảm ơn Chúa, Chúa đã chuộc mọi người chúng ta ra khỏi những sự rủa xả của luật pháp, để cho chúng ta trở thành những người thừa hưởng phước lành của Abraham. Nhờ Đức Chúa Jesus Christ mà những phước lành đó được rải khắp ở trên chúng ta là dân ngoài của Chúa. Ở trong Galati đoạn 3 câu 13 cho đến 14 chép như vậy: Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa xả vì chúng ta, hầu cho phước lành ban cho Abraham nhờ Đức Chúa Jesus Christ mà được rải khắp trên dân ngoài. Vậy thì chúng ta là dân ngoài, chúng ta sẽ hưởng được những phước lành mà Chúa Ngài đã hứa ban cho Abraham. Ngày hôm nay có nhiều người họ không tin rằng là những phước lành của Abraham ngày xưa đó vẫn có thể được ban cho chúng ta là con cái Chúa ngày hôm nay. Họ nói rằng là cái điều mà Chúa hứa với Abraham ngày xưa đó, đó là dân Israel, tuyển dân của Chúa mới hưởng được thôi. Chứ còn chúng ta là con cái Chúa ngày hôm nay, chúng ta không được phước giống như vậy đâu.
Và họ nói tiếp rằng là chúng ta ai nghèo khổ thì cứ nghèo khổ, ai bị đũa xả thì cứ cảm ơn Chúa mà sống lay lất như vậy đó, có bệnh thì cứ cắn răng mà chịu, nợ nần thì cứ tìm cách mà giải quyết. Phép lạ ngày hôm nay không còn nữa. Họ giảng dạy những cái tin lành không phải là tin lành người phép quý mà chứ, đó là tin thôi chứ còn không có lành, đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta đi giảng tin thôi chứ chúng ta đừng có đi giảng lành. Tại vì lành tức là sao? Chữa lành. Cuộc đời của chúng ta có Chúa chúng ta sẽ được lành lặn, có Chúa chúng ta sẽ có lúa, có Chúa chúng ta sẽ trả được nợ, có Chúa chúng ta sẽ thay đổi được chỗ ở của mình, có Chúa chúng ta sẽ thay đổi được số phận con cái của chúng ta, và có Chúa chúng ta sẽ thay đổi được số phận của quốc gia của chúng ta nữa quý mời chứ. Quan trọng lắm. Tôi không ngại chia sẻ như thế này bởi vì nó có thể thay đổi số phận đất nước và chính quyền của chúng ta. Bởi vì tin lành là tin lành quyền phép, chứ không phải tin lành chính trị, không phải tin lành của tôn giáo, không phải tin lành nói suông. Nhưng mà tin lành của Chúa là tin lành quyền phép. Chúa có thể thay đổi tổng thống, thay đổi những người đứng đầu quốc gia nếu người đó chịu hạ mình xuống để vâng phục Chúa và tin cậy Chúa. Tin lành không phải dành cho những người nghèo khổ mà thôi, nhưng mà tin lành cũng dành cho những quan chức cấp cao của chính phủ, những người tổng thống, những người đứng đầu của cả một đất nước. Bởi vì Chúa, Ngài chính là Chúa của Chúa và vua của các vua. Ngay cả tổng thống của nước Mỹ cũng phải đặt tay trên thánh để mà tuyên thệ trước lời của Đức Chúa Trời. Còn người của chúng ta đối với Chúa chỉ là cỏ rác mà thôi. Một hơi thổi qua thì con người không còn nữa. Và Chúa đã dạy cho rất là nhiều vị vua trong Kinh Thánh bài học của sự khiêm nhường. Ông vua Nebuchadnezzar vinh cái mặt lên, nói rằng là đó, đất nước của ta đây này, ta xây dựng nên cả một đế chế, ta là số 1. Ngay lập tức từ trời phán một tiếng, ông nói ăn cỏ như con bò. Ông điên như một thằng điên. Và người ta phải xích ông lại và ông ăn cỏ như con bò trong một kỳ và nửa kỳ. Cho đến khi mắt ông sáng ra, ông thấy rằng là ồ, mình chỉ là thọ tạo thôi, và Chúa, ông trời, Ngài chính là lớn nhất, mình không phải là ông trời. Và khi ông nhận biết điều đó thì ngay lập tức cái sự vinh quang, chức vụ của ông được phục hồi trở lại. Quý mà chị em thấy không? Nếu mà một vị tổng thống, một người đứng đầu quốc gia mà không nhận biết Chúa, kiêu ngạo, Chúa đánh cho một cái là thành con bò. Cho nên tất cả chúng ta là con cái Chúa, chúng ta cần phải nhận biết rằng là Chúa là đấng chí cao. Ngài có thể thay đổi số phận từ nghèo hèn trở nên sang trọng và vinh quang. Và từ vinh quang Chúa có thể thay đổi cái người đó trở thành một người nghèo hèn và không có gì hết, giống như vị vua Nebuchadnezzar mà tôi nói khi nãy. Bao nhiêu người chúng ta mong muốn là cuộc đời của chúng ta sẽ trở thành nguồn phước và vinh hiển sau này ở trong ơn của Chúa à? Amen, cảm ơn Chúa. Rồi bao nhiêu người chúng ta muốn rằng là sau này cuộc đời của chúng ta không còn gì hết, trắng tay, và mình sẽ trở thành một cái cớ ghẻ lạ chê cười của nhiều người, xin giơ tay lên cho biết à. Ủa sao tôi hỏi hai câu hỏi mà không ai giơ tay lên hết? Có những người họ không giơ tay lên là tôi không biết là họ muốn cái gì. Tôi biết rằng quý vị mong muốn rằng cuộc đời của mình sau này sẽ trở thành nguồn phước, đúng không ạ? Tôi cũng muốn mình trở thành nguồn phước. Tôi không muốn mình trở thành một cái cớ ghẻ lạ chê cười cho nhiều người. Và tôi cảm ơn Chúa để chia sẻ lời của Chúa buổi chiều nay, để tất cả chúng ta sẽ được Chúa đặt ở đằng đầu và không phải ở đằng đuôi, và chúng ta sẽ trở thành nguồn phước cho nhiều người. Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 28 câu 9 cho đến câu 12 chép như thế này: nếu ngươi gìn giữ những điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và đi theo đường lối Ngài, thì Đức Giê-hô-va sẽ lập ngươi là một dân thánh cho Ngài, y như Ngài đã thề cùng ngươi. Muôn dân của thế gian sẽ thấy rằng ngươi được gọi theo danh Đức Giê-hô-va và chúng nó sẽ sợ ngươi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm cho ngươi được của cải nhiều dư dật, khiến cho hoa quả của thân thể ngươi, sản vật của sinh súc và bông trái của đất ruộng ngươi được sanh nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng các tổ phụ ngươi để ban cho ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ vì ngươi mở trời ra là kho báu của Ngài, đặng cho mưa phải thì giáng xuống đất và ban phước cho mọi công việc của tay ngươi. Ngươi sẽ cho nhiều nước vay, còn ngươi không vay ai. Câu 13, 14 chép rằng là Đức Giê-hô-va sẽ đặt ngươi ở đằng đầu chứ không phải đằng đuôi. Ngươi sẽ được ở trên cao luôn luôn chứ chẳng hề ở dưới thấp. Cảm ơn Chúa, Chúa hứa rằng là khi chúng ta làm đúng theo những điều răn của Chúa và vâng theo những luật lệ của Ngài, chúng ta sẽ được Chúa Ngài ở cùng và phù hộ chúng ta, và những phước hạnh đó sẽ thuộc về chúng ta. Vậy thì nguyên tắc đầu tiên để chúng ta được thay đổi số phận và được phước ở trong ơn của Chúa,
Đó chính là chúng ta cần phải tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa và chủ đời sống của mình. Đây là nguyên tắc có vẻ nghe rất là đơn giản, nhưng mà đây là nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất trong cuộc sống của một người muốn được thay đổi số phận. Chúng ta quan sát và để ý rằng là thấy trên thế gian này có nhiều người họ giàu có vô cùng. Tiền của họ là như cát bãi biển. Nhưng mà họ sống một cuộc sống vinh hoa phú quý, dư dật như vậy. Để rồi cuối cùng những điều đó, tức là những điều họ có đó, để dành cho ai quý mà chứ? Chúa Giêsu ngài nói rằng là nếu một người được cả thế gian này mà mất linh hồn của mình, một người được cả thế gian này, tức là bao nhiêu tiền đô ở trên thế gian này, họ đều thừa hưởng hết. Bao nhiêu vàng bạc đá quý kim cương cái người đó có ở trong tay hết. Nhưng mà nếu có tất cả những thứ đó mà không có sự cứu độ linh hồn của mình, thì người đó sẽ được ích lợi gì? Nếu một cuộc đời giàu có, đầy đủ, dư dật mà lại không có Chúa Giêsu trong tấm lòng của mình, thì người đó trước mặt Chúa, người đó vẫn là một người nghèo khổ và đáng thương lắm quý mày chứ. Đây là cái nguyên tắc đầu tiên để cuộc đời của chúng ta được thay đổi số phận. Bởi vì Chúa Giêsu ngài chính là đấng thay đổi số phận của chúng ta từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Satan mà đến với Chúa Trời. Một người nếu mà không có Chúa Giêsu thì người đó có một cái định dạng là một tội nhân hư mất trước mặt Đức Chúa Trời. Người đó là một công dân ở trong vương quốc của ma quỷ. Và khi mà một người ở trong vương quốc của ma quỷ thì người đó sẽ phải phục tùng mạng lệnh của ma quỷ, đúng không? Người đó sẽ không thể nào có thể ngóc đầu lên được. Bởi vì ma quỷ nó chính là kẻ cướp, giết và hủy diệt. Ma quỷ nó không thể nào làm cho ai được giàu có thành công mãi mãi được hết. Nó có thể ban cho người ta cái sự giàu có và những gì mà người ta muốn, nhưng mà đến cuối cùng thì nó sẽ đòi lại và hủy diệt người ta bằng những cái điều mà nó đã cho người ta. Cho nên để số phận của chúng ta được thay đổi thì chúng ta cần phải tin Chúa Giêsu để linh hồn của mình được cứu và tội lỗi mình được tha. Và chúng ta sẽ được ở trong một vương quốc sáng láng lạ lùng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ngài chính là đấng ban cho con người của chúng ta được sự sống và được sự sống dư dật. Vương quốc của Chúa khác với vương quốc của ma quỷ. Trong vương quốc của Đức Chúa Trời chúng ta sẽ được phước và được phước nhiều hơn. Trong vương quốc của Đức Chúa Trời không có sự rủa xả, trong vương quốc của Đức Chúa Trời không có sự tối tăm, trong vương quốc của Đức Chúa Trời không có những cái sự tham lam, đố kỵ, ích kỷ và ghen ghét lẫn nhau. Do đó để một người được thay đổi số phận của mình, người đó cần phải tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống của mình. Cô-lô-se đoạn 1 câu 27 chép rằng là vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoài là thế nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy về vinh hiển. Vậy thì Đấng Christ ở trong mỗi người chúng ta, ngài chính là sự trông cậy về sự vinh hiển. Quý vị trông cậy điều gì khi quý ông bà chị em chúng ta theo Chúa? Nếu mà chúng ta tin Chúa mà chúng ta chỉ trông cậy ở trong đời này mà thôi thì chúng ta là những người khốn nạn hơn hết, đúng không ạ? Tin Chúa mà chúng ta chỉ trông cậy rằng là tôi sau này trước khi mà tôi chết thì tôi sẽ có nhà cao cửa đẹp, tôi có tiền đô la, tôi có tài khoản khủng. Nhưng mà hỏi linh hồn của anh chị em sẽ đi đâu sau khi chết? Thì câu trả lời của chúng ta sẽ như thế nào? Ôi tôi không quan tâm đâu, chết là hết rồi. Miễn là tôi giàu, tôi chết, tôi xây mộ cao to, người ta biết tôi là người giàu là được rồi. Tôi không cần biết linh hồn của mình đi đâu hết. Chết là siêu thoát hay là đầu thai thành cái con bò, con chó gì đó kệ. Thì Kinh Thánh nói rằng là những người như vậy đó quý vị, thì khốn nạn hơn hết. Khổ lắm quý mài chị em. Cho nên chúng ta cần phải biết một điều rằng là tin Chúa là để cho chúng ta có được một cuộc sống đời sau viên mãn hơn, trọn vẹn hơn, tốt lành hơn cuộc sống ở trên đất này. Amen. Và khi chúng ta sống một cuộc đời ở trong Chúa thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cuộc sống của chúng ta không những chỉ giàu có trong thuộc thể mà thôi, nhưng mà chúng ta cũng được giàu có trong thuộc linh. Có một người chị em ở tại Hoa Kỳ mà trong những ngày gần đây tôi chăm sóc thuộc linh và dạy giáo lý cho người này. Người chị em này nói rằng là mục sư ơi, tôi đã gặp Chúa trong một cái điều kiện rất là lạ lùng. Đó là tôi là một Phật tử, tôi đã từng đi chùa, đi thầy bà rất là nhiều trước đây. Tôi đã cúng dường cho rất là nhiều chùa và tôi đã tốn tiền tỷ cho nhiều nơi. Tôi là người Phật tử rất là sùng đạo. Nhưng mà lạ lắm, tôi càng cúng dường thì tôi càng cảm thấy cuộc đời của tôi khổ sở, bất an, tuyệt vọng. Tôi thường nằm ngủ và mơ thấy tôi bị rớt từ trên cao rớt xuống một cái chỗ tối tăm và giống như vực sâu. Và tôi sợ hãi vô cùng khi mà tôi thức dậy
với cái giấc mơ như vậy. Và cứ nhiều đêm tôi mơ thấy rằng tôi bị rớt xuống từ trên vực sâu, từ trong vực sâu. Và có một lần nọ khi mà tôi cảm thấy mình bất an, sợ hãi như vậy thì tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tôi nói rằng là ông trời ơi, ông là ai? Nếu ông có thật đó, ông bày tỏ, ông cho tôi biết Ngài có thật. Chứ bây giờ tôi càng cúng, tôi càng thờ phượng bên Phật giáo thì tôi càng cảm thấy sợ hãi bất an. Thì người chị em này trong một đêm nọ cầu nguyện như vậy xong thì nằm trên giường và lim dim nhìn thấy mình bước ra khỏi giường và đi ra khỏi cửa nhà. Và trong đêm tối thì người chị em đó trong chiêm bao, quý vị, mơ màng đó, thì người chị em này thấy trời mưa và bên ngoài là tối thui rồi. Và khi người chị em này bước chân ra khỏi cánh cửa và đứng ở giữa sân nhà mình, nhìn lên bầu trời tăm tối và mưa như vậy đó, thì người chị em đó nhìn thấy Chúa Giêsu mặc áo trắng, cầm cây gậy trên tay, và Ngài rất là lớn đứng giữa trời như vậy, nhìn xuống chị ở dưới. Và Ngài không nói gì hết. Và người chị em này nhìn thấy Chúa và Ngài im lặng như vậy, không nói gì hết. Thì người chị em này giật mình tỉnh dậy và thắc mắc trong lòng mình rằng, ủa ngộ người ta, mình cầu nguyện với ông trời và bây giờ mình gặp thấy Chúa Giêsu trong chiêm bao, quá lạ quá, tại sao vậy? Và thế là người chị em này bị ám ảnh bởi cái chiêm bao đó. Và trong những ngày sau thì người chị em này đã hỏi một cái người đồng nghiệp làm việc trong hãng nail, trong tiệm nail của mình. Và cái người đồng nghiệp đó đã giới thiệu người chị em này cho những người thầy truyền đạo. Và hai cái người thầy truyền đạo kia là người nữ đã tiếp cận với người chị em này và làm chứng về Chúa Giêsu cho cái người chị em này, giải đáp những thắc mắc liên quan đến tâm linh cho người chị em này và giải thích rằng là Chúa Giêsu, Ngài chính là Đức Chúa Trời, Ngài chính là ông trời. Trước đây mình sùng đạo, mình có tấm lòng, mình có cái tâm đạo rất là lớn, nhưng mà mình không thờ đúng thần, cho nên là cuộc đời của mình cứ lầm than và đau khổ tuyệt vọng như vậy. Và thế là sau một năm, người chị em này tìm hiểu về Chúa và đã quỳ gối tin nhận Chúa Giêsu Christ làm của Chúa đời sống của mình. Và tại vì người chị em này là một người rất là sùng đạo bên Phật giáo, cho nên phải mất một năm người chị em này đã phải hỏi rất là nhiều câu hỏi. Và sau khi mà được giải đáp tất cả những câu hỏi liên quan đến Chúa Giêsu thì người chị em này đã được bắt phục và thật sự tin nhận Chúa Giêsu Christ. Và người chị em này làm chứng rằng là, mục sư biết không, từ sau khi mà tôi thật sự tin nhận Chúa Giêsu Christ, cuộc sống tôi bình an hơn, ổn định hơn. Cho dẫu rằng nó có nhiều cái điều nó khó khăn xảy ra, nhưng mà tôi cảm nhận được là tôi ngủ ngon và không còn sợ hãi, và tôi không còn mơ thấy tôi bị rớt xuống cái vực sâu nữa. Người này làm hãng nail, làm tiệm nail, và một tháng có thể kiếm được vài ngàn đô, đó là chuyện bình thường bên Mỹ. Nhưng mà cho dẫu nhiều tiền như vậy, nhưng mà người chị em này khi không có Chúa đó quý vị, vẫn sợ hãi bất an và không sống một cuộc sống hạnh phúc được, cho đến khi mà người chị em này tin nhận Chúa Jesus. Cho nên cái bước đầu tiên để chúng ta thấy rằng cái số phận chúng ta được thay đổi, đó là tâm linh của chúng ta có Chúa. Khi có Chúa Giêsu bước vào thì cuộc sống của chúng ta sẽ được thay đổi, câu chuyện của đời của chúng ta sẽ được thay đổi, bởi vì Chúa làm chủ đời sống của chúng ta. Điều thứ hai, nguyên tắc thứ hai để chúng ta được thay đổi số phận, đó là chúng ta cần phải tin cậy những lời hứa của Đức Chúa Trời. Abraham chính là tổ phụ của đức tin, và ông là một người có đức tin nơi lời hứa của Chúa. Roma đoạn số 4 câu số 16 cho đến câu số 20, lời của Chúa chép thế này: vậy nên bởi đức tin mà người ta trở nên kẻ ăn gia tài, hầu cho sự ấy được bơn điển và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Abraham, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp mà cũng cho dòng dõi có đức tin của Abraham, là tổ phụ hết thảy chúng ta. Y như lời chép rằng, ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc, thật người là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, tức là đấng người đã tin, là đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi. Người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin và trở nên cha của nhiều dân tộc, theo lời đã phán cho người rằng, dòng dõi ngươi sẽ như thế. Người thấy thân thể mình hao mòn vì đã gần đầy trăm tuổi, và thấy Sarah không thể sanh đẻ được nữa, song đức tin chẳng kém. Người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và ngợi khen Đức Chúa Trời, vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được. Lời của Chúa nói rằng là Abraham, ông đã lớn tuổi rồi, nhưng mà Chúa Ngài có một lời hứa rất là lớn dành cho ông, đó là ông sẽ trở thành cha của nhiều dân tộc. 75 tuổi rồi chưa có con, mà bây giờ Chúa hứa rằng là ông sẽ trở thành cha của nhiều dân tộc. Nhưng mà điều đặc biệt ở đây, đó là Abraham đã tin cậy Chúa. Ông tin, ông cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy. Già rồi, vô sinh trong 75 năm trước đây, mà bây giờ Chúa nói rằng là mình sẽ sinh ra đứa con. Đó là một thách thức rất lớn. Có bao giờ quý mà chị em thấy rằng là nhiều năm, nhiều đời, tổ phụ của chúng ta là những người nghèo khổ,
là những người bần hàn. Bây giờ đến đời của chúng ta tin nhận Chúa Jesus Christ làm vua Chúa đời sống mình. Chúa hứa rằng là sau này con sẽ trở thành người giàu có ở trong gia tộc của con. Con sẽ làm được những điều mà tổ phụ con, cha mẹ con trước đây không thể làm được. Có thể một số người trong số chúng ta sẽ phì cười và mình sẽ nói rằng ôi, Chúa hứa những cái điều nghe mắc cười quá. Nhưng mà nếu quý vị chúng ta có đức tin giống như Abraham, quý vị sẽ thấy được là lời hứa của Chúa sẽ trở nên ứng nghiệm cho đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa khi mà Chúa hứa rằng là Chúa hứa với tôi rằng là con sau này sẽ cùng với vợ con sẽ được hưởng phước rất là nhiều. Đang khi mà tôi và vợ tôi hầu việc Chúa không lương và tình nguyện ở trong hội thánh của tuần trời mà, chúng tôi đã phải lặn lội vất vả nhiều nơi. Có những khi mà chúng tôi không còn có tiền ở trong túi, trong bóp, chỉ có xăng ở trong xe thôi. Và vẫn cứ chạy, vẫn cứ vui vẻ hầu việc Chúa. Và nhiều khi xác thịt nó khiến cho chúng tôi cứ phải bình luận với Chúa: Chúa ơi, chúng con khi nào chúng con sẽ được phước? Khi nào chúng con mới có nhà, cửa ổn định? Khi nào chúng con mới có thể có được những cái điều mà thế gian này ngày hôm nay họ cho rằng là phải có những thứ đó thì mới là người được phước? Và Chúa nói với tôi rằng nếu con tin thì con sẽ thấy được câu chuyện cuộc đời của con, câu chuyện gia đình của con sẽ được thay đổi. Và tôi đã tin cậy lời hứa của Chúa. Và tôi nói với vợ tôi rằng em ơi, em cứ yên tâm, Chúa hứa với anh rằng là sau này chúng ta sẽ là những người được phước. Chúa hứa với anh rằng là con cái của mình sẽ hưởng được những cái điều mà tốt nhất ở trên thế giới này. Nó sẽ học được ở những cái trường mà gọi là danh tiếng nhất ở tại Mỹ hoặc là ở tại châu Âu. Lúc đó thì chúng tôi chưa có biết gì về cái việc mà chúng tôi sẽ đi Mỹ sau này hết. 10 năm về trước thì chúng tôi cũng chẳng biết gì. Nhưng mà tôi đã tin rằng là con cái tôi sau này chúng nó sẽ được hưởng những điều tốt nhất ở trên thế giới này. Và cảm ơn Chúa, chúng tôi cứ dấn thân bước đi và phục vụ Chúa, tin cậy lời hứa của Chúa. Bây giờ chúng tôi đã nhìn thấy điều đó trên con cái, trên gia đình của chúng tôi. Thưa quý mài chị em, nếu chúng ta có đức tin thì mọi sự đều có thể. Amen. Chúa có thể làm tất cả những thiếu thứ, những cái điều mà chúng ta có thể không bao giờ suy nghĩ đến. Chúa có thể đem một cái người nào đó ở tận ở đâu đó xa xôi nửa vòng trái đất đến để giúp đỡ chúng ta, để có thể thay đổi số phận của chúng ta. Và nếu cần, Chúa có thể lắc cả thế giới này để đem tài chánh đến hỗ trợ chúng ta trong những việc mà chúng ta cần để mà mình thay đổi số phận của mình. Đừng có cái nhìn thiển cận, nhưng mà hãy nhìn xa hơn quý mài chị em. Chúa thường tập cho Abraham là tổ phụ đức tin nhìn xa hơn. Abraham cần phải ngước đầu lên, chứ không phải chỉ nhìn xuống cái chỗ được mình đứng, không phải nhìn vào cái bóp tiền của mình, không phải nhìn vào cái tài khoản của mình, nhưng mà phải nhìn vào cái nơi mà Chúa ngày muốn chúng ta nhìn. Ngày hôm nay nhiều con cái Chúa không nhìn xa được, cứ nhìn lẩn quẩn chung quanh cái nhà mình ở thôi quý mài chị em. Tôi đã gặp những con cái Chúa, họ chưa bao giờ họ bước chân ra khỏi cái xã của mình đang sống nữa. Quý vị tin không? Họ chưa bao giờ họ bước ra khỏi cái huyện của mình đang sống nữa. Biết là có thành phố Hồ Chí Minh đó, nhưng mà chưa bao giờ đặt chân đến thành phố Hồ Chí Minh đó. Ở đây tôi không lên án, không là hoặc là đáng xét gì hết. Nhưng mà tôi đang nói ở trong ý nghĩa của lời Chúa, đó là chúng ta cần phải nhìn xa hơn. Chúng ta cần phải có một cái cặp mắt của đại bàng. Cái con đại bàng là cái con mà Chúa dựng nên để nó có thể nhìn xa trong rộng. Một con đại bàng nó có thể bay cao, rất là cao, và nó nhìn một phát một là xa tới 50 cây số. Quý vị thấy cặp mắt của nó khủng khiếp không? Còn cái con gà đó quý vị, nó chỉ nhìn thấy có mấy mét xung quanh nó thôi. Con gà và con đại bàng đều có cặp cánh hết. Nhưng mà con đại bàng nó có cặp cánh để bay cao và cặp mắt rất là xa, tinh anh. Con gà nó không bao giờ nó nhìn thấy xa được hơn 20 mét. Nó chỉ nhìn thấy mấy mét xung quanh nó thôi. Và lúc nào nó cũng nhìn xuống chứ nó không nhìn xa được. Xin Chúa ngài cho chúng ta có cặp mắt của một con chim đại bàng. Nhưng ai trong đời Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng. Chim ưng ở đây là eagle, là đại bàng đó quý vị. Và khi chúng ta bay cao như chim ưng thì chúng ta sẽ nhìn xa trong rộng hơn. Xin Chúa ngài nhấc chúng ta lên ở mức độ cao hơn để chúng ta nhìn thấy rằng mình không phải là những người bị đũa xả, không phải là những người nợ nần, không phải là những người bệnh tật, không phải là những người nghèo khổ và nhỏ bé nữa. Nhưng mà Chúa cho chúng ta thấy được tương lai vinh hiển hơn, vĩ đại hơn và phước hạnh hơn. Và khi quý vị thấy được những điều đó rồi, xin Chúa ngài cho chúng ta luôn hạ mình và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, ngài chính là tất cả của con. Nếu không có Chúa, con chẳng thể nào làm được những điều đó. Xin Chúa giúp cho con, để cho con được trở nên như vậy. Khi bà Mary
nhận được cái lời hứa của Chúa cho đời sống của bà rằng là bà sẽ trở thành mẹ của cứu Chúa Giêsu. Thì bà nói rằng là sao ạ? Ô, tôi là người được phước, có phải không? Không, bà nói sao? Tôi đây là tôi tớ của Chúa. Nguyện sự ấy xảy ra theo như lời người truyền. Tôi là người hèn mọn, đáng khinh, nhưng mà Chúa Ngài đã đoán xem tôi và làm ơn cho tôi. Quý vị thấy không? Đó là một người khiêm nhường. Xin Chúa cho chúng ta có tấm lòng khiêm nhường trước những lời hứa của Chúa và biết tin cậy những lời hứa của Ngài cho đến cuối cùng. Điều thứ ba, nguyên tắc thứ ba đó là chúng ta cần phải biết ngợi khen và thờ phượng Chúa trong mọi hoàn cảnh. Roma đoạn 4 câu 20 cho đến 21 chép rằng là người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và ngợi khen Đức Chúa Trời, vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được. Như vậy thì ở đây Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng là Abraham ông đang ngợi khen Đức Chúa Trời nữa, đúng không ạ? Ông không những chỉ tin Chúa nhưng mà ông ngợi khen Chúa, ông cảm tạ Chúa, ông thờ phượng Chúa. Đức tin cùng với sự ngợi khen cảm tạ nó giống như là hai cái cánh của máy bay để giúp cho máy bay có thể bay cao và vững vàng. Nếu máy bay chỉ có một cánh thì nó sẽ không thể nào bay cao và bay xa hoặc là bay đến nơi mà nó cần phải đến. Vậy thì đức tin và cái sự ngợi khen thờ phượng Chúa nó sẽ giúp cho cuộc đời của chúng ta sẽ được vững vàng tiến lên trong ơn của Chúa. David đã nói rằng là một ngày tôi ngợi khen Chúa 7 lần. Và cuộc đời của David càng ngày càng tiến lên, đó là nhờ có sự ngợi khen. David là người của sự ngợi khen và thờ phượng. Quý bà cho em một tuần lễ dành bao nhiêu thời gian để chúng ta ngợi khen và thờ phượng Chúa ạ? Nếu mỗi ngày chúng ta có thời gian để chúng ta ngợi khen Chúa, đó là một điều phước hạnh cho đời sống của chúng ta. Mỗi ngày tôi đi làm việc ở công ty ở bên Mỹ á, thì tôi thường lái xe và tôi dành khoảng 20 phút ở trên xe. Tại vì từ nhà tôi đến cái công ty tôi làm á, là khoảng 20 phút lái xe. Và trong 20 phút đó tôi cầu nguyện với Chúa, tôi ngợi khen Chúa, tôi mở nhạc, tôi hát, tôi la, tôi thờ phượng Chúa, tôi công bố lời của Chúa ở trong xe của tôi, không ai biết hết. Tại vì mình lái xe của mình mà. Khi mà đóng cửa lại thì không ai biết mình nói cái gì hoặc là cầu nguyện cái gì. Nhưng mà cứ mỗi lần như vậy, đi và về tôi có 40 phút mỗi ngày để tôi cầu nguyện và tôi công bố lời của Chúa. Nhưng mà điều đáng buồn ngày hôm nay đó là có những con cái Chúa họ quên mất luôn cả cái giờ nhóm lại thờ phượng Chúa vào ngày Chủ nhật. Và Chúa nghe nói rằng là đừng có bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quên làm. Nếu mà ngày Chủ nhật mà chúng ta không có thời gian để đi thờ phượng Chúa, tìm kiếm Chúa, ngợi khen Chúa, thì cuộc đời của chúng ta bây giờ mình có kêu gào, chúng ta có nhờ mục sư này, mục sư được ơn này, mục sư được ơn nọ, cầu nguyện chúng ta, ông cầu nguyện gãy cái lưỡi cũng không có phước hạnh đến cho đời sống của chúng ta, quý mời cho em, nếu chúng ta không chịu trung tín thờ phượng Chúa trong ngày Chủ nhật. Ngày hôm nay có nhiều người tìm cái con đường tắt hoặc là miệng liền đó quý vị, để mà mình được phước. Ồ, tôi nhờ mục sư TV Joshua, nhờ mục sư Trương Quý cầu nguyện cho tôi, ban phước, chúc phước cho tôi được giàu có thịnh vượng. Nhưng mà hỏi ngày Chủ nhật có đi nhóm không? Không. Có đọc Kinh Thánh không? Không. Có cảm tạ Chúa không? Không. Vậy sao được phước? À, ông mục sư đó có sự sức dầu, cho nên tôi được lấy sự sức dầu của mục sư đó. Không, quý mài cho em ơi, đừng làm như vậy. Tại vì Đức Chúa Trời Ngài là đấng công bình. Nếu chúng ta có gieo, chúng ta sẽ có gặt. Chúng ta gieo cho thuộc linh, chúng ta sẽ gặt được thuộc linh. Và cái việc mà chúng ta bỏ nhóm, chúng ta không chịu ngợi khen thờ phượng Chúa trong mọi hoàn cảnh, trong cuộc đời của chúng ta, thì đó cũng là một cái cách mà chúng ta đang gieo vào trong đời sống của mình những cái hạt giống của xác thịt, những hạt giống của sự lầm bầm, nổi loạn. Bởi vì khi một người không chịu ngợi khen Chúa thì người đó sẽ dễ có xu hướng để lầm bầm lắm, than phiền lắm, oán trách. Và dân Israel ngày xưa khi mà họ đi trong đồng vắng thì họ đã lầm bầm với Chúa rất là nhiều. Đúng không quý mài cho em? Dân Israel họ lầm bầm nhiều lắm. Họ không nhìn thấy rằng họ đang đi vào trong xứ hứa, vào trong cái xứ giàu có thịnh vượng, đường sữa và mất. Nhưng mà họ chỉ nhìn thấy là đất, cát, nhiệt độ nóng quá, vậy thôi. Chứ họ không thấy được cái viễn cảnh phước hạnh xa xôi hơn ở trong xứ Canaan. Ngày hôm nay có nhiều con cái Chúa đó họ muốn được phước, chứ họ không muốn trả giá. Khi mà nói rằng là ai muốn được phước, ai muốn được thành công, giàu có, thịnh vượng, à tôi, một sư ơi, tôi muốn được đặt tay cầu nguyện chúc phước. Nhưng mà khi hỏi rằng là anh chị em có muốn được trả giá không? Anh chị em có muốn hy sinh thời gian ngày Chủ nhật ra để đi nhóm thờ phượng Chúa không? Hy sinh thời gian để đọc Kinh Thánh, tìm kiếm Chúa và lời của Ngài không? Một sư ơi, mệt quá một sư làm giùm cho em một sư. Xin Chúa giúp cho chúng ta có sự trả giá
Bởi vì nếu chúng ta không trả đúng giá, chúng ta sẽ không nhận được đúng cái món quà phước hạnh mà Chúa ban chúng ta. Amen. Có bao giờ ai cầm 5 triệu đồng mà đi ra ngoài kia mua cái iPhone 15 Pro Max trị giá thật sự là 35 triệu, người ta có bán cho quý mài cho em không với giá 5 triệu đồng? Người ta lấy cái chổi rượt quý vị, bởi vì quý vị trả giá quá bèo, người ta sẽ nói rằng mình có vấn đề thần kinh. Tại sao mà cái iPhone 15 Pro Max trị giá 35 triệu mà bây giờ tôi đem 5 triệu ra tôi đòi tôi mua mà người ta không bán cho tôi nổi sùng với người ta? Ngày hôm nay có nhiều người cơ đốc nhân cũng giống như vậy đó quý vị. Theo Chúa mà không muốn trả giá. Kêu cầu nguyện đọc kinh thánh không chịu, đi nhóm cũng không chịu, kiêng ăn cầu nguyện tìm kiếm Chúa cũng không chịu. Mà khi mà không thấy phước đến thì bắt đầu oán trách Chúa. Nói mục sư ơi, mục sư sao kỳ vậy, mục sư chăm sóc hội thánh mà không có được phước. Em đi nhóm hội thánh này mấy năm nay rồi không được phước. Tôi hỏi rằng ủa, chứ anh chị em có làm theo đúng lời Chúa chưa? Có trả giá để tìm kiếm Chúa theo lời của Chúa chưa? Xin Chúa giúp đỡ cho mọi người chúng ta, để khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta có sự ngợi khen cảm ơn Chúa. Hãy cảm ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh quý vị nha. Nghèo cũng cảm ơn Chúa, nợ nần cũng cảm ơn Chúa. Amen. Có bệnh cũng cảm ơn Chúa. Cái gì cũng phải cảm ơn Chúa quý vị ơi. Đừng có than. Chúa ngài không muốn cho chúng ta làm nghề bán than, nhưng mà Chúa muốn cho chúng ta có thể bay cao chim ưng. Chúng ta có thể ca hát ngợi khen Chúa mỗi ngày. Amen. Rồi, nguyên tắc thứ ba đây, chúng ta đi nhanh quý vị nha. Chúng ta cần phải dâng hiến cho Chúa một cách trung tín. Malachi đoạn 3 câu số 10 cho đến câu 11 chép rằng là các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho hầu cho có lương thực ở trong nhà ta. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở cái cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phương xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăn. Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi, và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa, Đức Giê-hô-va phán vậy. Và câu số 12 chép rằng là mọi nước sẽ xưng các ngươi là có phước, vì các ngươi sẽ là đất vui thích Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy thì chúng ta thấy rằng là qua cái sự dâng hiến, Chúa ngài sẽ mở các cửa sổ trên trời đổ phước xuống cho chúng ta. Đạo Tin Lành khác với đạo Phật ở chỗ đó là đạo Tin Lành không bao giờ dùng cái sự dâng hiến để mà ép buộc những tín đồ của mình để mà dâng vào trong hội thánh của Chúa. Một Phật tử đã nói với tôi ở bên Mỹ rằng là tôi nhìn thấy cái sự khác biệt giữa đạo Phật và đạo Tin Lành của quý vị. Đó là đạo Phật của chúng tôi đó thường hay dùng cái sự cúng dường á để áp đặt cho tín đồ, tức là cho những Phật tử á, ai mà không cúng dường thì sẽ mắc tội, ai mà không cúng dường thì sẽ không thể nào được phước. Cho nên là tín đồ Phật tử bên Phật giáo đó họ phải cố gắng họ dâng, họ hiến cái này tiền bạc thế kia rồi đất đai tài sản cho chùa để mong rằng là mình sẽ được phước, với một cái sự miễn cưỡng trong lòng, dù họ không vui họ vẫn cứ cúng như vậy. Nhưng bên Tin Lành của chúng ta thì không có ép buộc, đúng không quý mài chị em? Ai dâng hiến cho Chúa với tấm lòng vui mừng, biết ơn Chúa, thỏa lòng và yêu mến Chúa thì Chúa sẽ yêu mến và Chúa sẽ ban phước lại cho họ. Trời của Chúa sẽ mở ra trên họ. Chúa không bao giờ dùng cái sự dâng hiến để đe dọa chúng ta hết quý mài chị em. Cho nên trong thời kỳ tân ước, Chúa ngài vẫn mong muốn cho chúng ta dùng cái sự dâng hiến này để bày tỏ tấm lòng yêu mến Chúa và biết ơn ngài. Và Chúa sẽ ban cho những ai dâng hiến một cách vui lòng, ban phước cho những ai có tấm lòng với dâng hiến một cách vui lòng. Có người cho rằng là trong thời tân ước này chúng ta không cần phải dâng hiến nữa. Họ nói rằng là Chúa Giêsu đâu có dạy chúng ta dâng hiến. Nhưng mà tôi đọc tôi thấy có điều này Chúa ngài bày tỏ thế này. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 23. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi nộp 1/10 bạc hà, hồi hương và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Như vậy thì đây là lời mà Chúa Giêsu quả trách những thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Họ là những người trung tín ở trong 1/10 và bạc hà, hồi hương, rau cần, nhưng họ bỏ quên những cái điều hệ trọng. Nhưng mà Chúa ngài nói rằng là cái dâng hiến 1/10 đó là điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia, tức là hai điều quý mài chị em ơi.
Chúa đang bày tỏ với những người Pharisee và thông giáo hai cái điều đúng không ạ? Thứ nhất là dân hiến một mười, và thứ hai đó là những cái điều như là công bình, là thương xót và trung tính. Người Pharisee họ chỉ chọn cái phần bên đây thôi, tức là họ chỉ chọn dân hiến một mười thôi, chứ họ không có quan trọng đến cái sự công bình, thương xót và trung tính. Nhưng mà Chúa nói rằng là không, mình cần phải giữ cái điều này và không nên bỏ sót điều kia. Tức là chúng ta vừa phải dâng hiến cho Chúa mà chúng ta cũng cần phải giữ cái sự công bình, thương xót và trung tính nữa. Như vậy thì Chúa Giê-xu ngài dạy chúng ta rằng là trong thời ân điển chúng ta cũng nên giữ một mười. Để chi vậy quý mài chen? Để chúng ta làm vui lòng Chúa và chúng ta được phước theo như luật pháp của Chúa dạy. Dĩ nhiên ai không dâng hiến Chúa không bắt tội luôn luôn đâu quý mài chen. Nhưng mà khi chúng ta không dâng hiến thì chúng ta đang bỏ qua một cái cơ hội để chúng ta nhận được phước lớn nhiều hơn trên thiên đàng. Amen. Giống như khi con cái của chúng ta muốn thử chúng nó xem nó có thương mình hay không, chúng ta xin nó cái cục kẹo mà nó đang cầm ở trên tay. Con cho ba cắn một miếng nha con. Nhưng mà nó rút lại và nó không cho mình cắn một miếng. Quý vị sẽ cảm thấy thế nào? Buồn hay vui à? Buồn chứ đúng không ạ? Tại vì nó quan trọng cái cục kẹo đó hơn là tình yêu mà chúng ta dành cho nó. Đôi khi Chúa cho chúng ta 10 phần và Chúa ngài cho ngài đòi hỏi chúng ta một phần thôi, nhưng mà chúng ta cũng không có cho Chúa cái phần đó nữa quý vị, thì Chúa ngài cũng không vui đâu. Và khi chúng ta yêu Chúa, chúng ta cho Chúa một phần trong 10 phần mà Chúa ban chúng ta, thì thiên đàng sẽ thuộc về chúng ta, sự giàu có thịnh vượng sung mãn thuộc về chúng ta hết. Và khi chúng ta dâng hiến, cái điều này là từ kinh nghiệm cá nhân của tôi được Chúa dạy dỗ, đó là khi chúng ta dâng hiến đừng bao giờ thắc mắc cái tiền đó được sử dụng như thế nào. Đừng bao giờ nghĩ rằng là cái tiền đó người ta phải sử dụng đúng thì tôi mới dâng. Tôi không bao giờ suy nghĩ cái điều đó. Miễn rằng là công việc Chúa thật sự có cần và có nhu cầu như vậy, tôi cứ dâng. Còn cái việc mà người ta làm đúng hay làm sai thì đó là chuyện của người ta, của hội thánh đó, họ sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Nhưng cũng có những trường hợp đó là chúng ta biết rằng là hội thánh đó sử dụng tiền dâng hiến không đúng. Và nếu chúng ta biết rõ ràng và có bằng chứng thật sự thì chúng ta có quyền để chúng ta không dâng chỗ đó. Nhưng mà nếu chúng ta không biết những điều đó thì chúng ta hãy cứ dâng cho Chúa. Amen. Và dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời của chúng ta qua sự dâng hiến. Châm ngôn đoạn 3 câu 9 cho đến câu 10 chép rằng là hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Vậy các vừa lẫm con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Wow, cảm ơn Chúa. Khi chúng ta dâng hiến cho Chúa thì Chúa sẽ khiến cho vừa lẫm và những thùng chứa rượu của chúng ta nghĩ bóng về những cái phước hạnh thuộc linh đó quý vị, nó sẽ tuôn tràn ra. Ơn của Chúa sẽ càng thêm ơn trên đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa, gia đình của chúng tôi được phước dư dật như ngày hôm nay, đó là bởi vì chúng tôi đã dâng hiến cho Chúa một cách trung tín trước đây. Trước đây khi chúng tôi dâng hiến cho Chúa có một số nơi đó thì chúng tôi vẫn thấy vẫn không thấy cái phước hạnh của Chúa đến. Và tôi và vợ tôi cứ thắc mắc với nhau, không biết cái chỗ đó có vấn đề gì không mà sao mà mình dâng hiến hoài mình không thấy phước. Nhưng quý mài chị em ơi, Chúa đã cho chúng tôi ngày hôm nay thấy được phước trở lại trên đời sống và chức vụ của mình. Bởi vì khi mà chúng ta dâng hoài mà chúng ta không thấy phước đó quý mà chị em, không có nghĩa rằng là chúng ta dâng sai đâu, nhưng mà bởi vì cớ chúng ta đang trồng sầu riêng. Dâng mà chúng ta thấy liền đó quý vị, là chúng ta đang trồng lúa. Trồng lúa chỉ mất 3 tháng thôi là nó có hạt để ăn đúng không? Và lúa thì chúng ta gặt được một lần thôi rồi hết, không ăn nữa. Nhưng mà trồng sầu riêng đó quý vị, từ một cái cây con mà trở thành một cây cao và nó ra trái đó phải mất là gần 10 năm. 6 năm đúng không ạ? Có nơi thì nhanh đó là 4 năm, bình thường đó là từ 5 cho đến 6 năm. 10 năm. Dạ, thì nó tùy theo cái giống của nó. Thì cho thấy rằng là khi mà chúng ta trồng sầu riêng á, chúng ta mất nhiều thời gian hơn là chúng ta trồng lúa. Nhưng mà khi cây sầu riêng mà nó ra trái rồi đó là nó ra mỗi năm và chúng ta có thể ăn rất là nhiều năm. Vậy thì ngày hôm nay quý vị muốn trồng sầu riêng hay trồng lúa? Người muốn trồng sầu riêng đúng không? Thì Chúa giúp cho chúng ta có thể kiên trì để mà chúng ta nhìn thấy được cái phước hạnh của Chúa đến ở trên đời sống của chúng ta trong đúng thời điểm mà Chúa ngài ban cho chúng ta. Và điều thứ tư đó là chúng ta cần phải ở trong sự sức giàu và bao phủ thuộc linh tốt lành. Chúng ta mỗi người đều cần có một người cha thuộc linh và có sự bao phủ thuộc linh tốt ở trên đời sống của chúng ta. Khi chúng ta ở trong sự bao phủ thuộc linh thì chúng ta sẽ được sự sức giàu của Chúa qua đời sống của người đó. Ở trong Thánh có nói về vua David là một người có tấm lòng của Đức Chúa Trời. Ông là một người được ơn và được sự sức giàu của Chúa đặc biệt. Và khi ông ở trong cái hoàn cảnh đó là ông phải chạy trốn khỏi vua Saul,
thì ông đã có hơn 400 người cùng đi với ông. Họ đều là những người nghèo khổ, những người nợ nần, những người cùng khốn. Và những người đó đi theo ông trung tín cho đến cuối cùng. Thì sau này khi mà David làm vua thì những người đó trở thành những tướng lĩnh đầy ơn của Chúa. Và những người đó được thay đổi số phận của họ. Không còn cùng khốn, không còn nợ nần, không còn sầu khổ nữa. Nhưng mà họ trở thành những tướng lĩnh mạnh mẽ cho David. Samuel thứ nhất đoạn số 22 câu 1 cho đến câu 2 chép như thế này. David đi khỏi đó và trốn trong hang đá Adulam. Khi các anh và cả nhà cha người hay điều đó, bèn đi xuống cùng người. Phàm kẻ nào bị cùng khốn, kẻ nào mắc nợ và những người có lòng bị sầu khổ cũng đều nhóm họp cùng người. Và người làm đầu họ, ấy vậy chung quanh người có chừng 400 người. Để cuộc đời của chúng ta, số phận của chúng ta được thay đổi, chúng ta cần phải có những David trong cuộc đời của chúng ta, quý mời chị em. David của chúng ta có thể là mục sư tổng quản nhiệm của mình. David trong cuộc đời của chúng ta có thể đó là mục sư quản nhiệm của hội thánh chúng ta. David trong cuộc đời của chúng ta có thể là một người mục sư tư vấn, một người cố vấn thuộc linh cho chúng ta. Như Timothy cũng phải có Phaolô là cha thuộc linh của ông, để chức vụ của ông sau này được ơn và được phước. Và ở đây chúng ta thấy được là cái sự sức giàu của David đã khiến cho 400 người này được thay đổi số phận của họ. Ngày nay nếu quý vị muốn được phước ở trong tài chánh, quý vị cần phải ở dưới sự sức giàu của một người mục sư có ơn ở trong lĩnh vực tài chánh. Nếu quý vị muốn được phước và được sự sức giàu ở trong sự chữa lành và giải cứu, quý vị cần phải ở dưới sự bao phủ thuộc linh của một người mục sư có cái ơn chữa lành và giải cứu. Quý vị muốn được cái ơn gì, quý vị hãy đầu phục cái chức vụ và sự sức giàu của cái người mục sư có cái ơn đó. Tôi thì không có ơn những cái ơn chữa lành hoặc là đuổi quỷ gì hết, gọi là đặc biệt hay là xuất sắc giống như những mục sư khác. Nhưng mà tôi biết Chúa ban cho tôi cái ơn gì để tôi có thể trở thành nguồn phước và giàu có cho nhiều người. Và Chúa cho tôi có những cái chìa khóa của sự phước hạnh và thịnh vượng. Và những cái sứ điệp đó đã thay đổi cuộc sống của rất là nhiều người. Thậm chí có người từ nghèo khổ họ bế tắc đến nỗi mà họ tìm cách để nhảy xuống cầu tự tử. Họ không có gì để ăn và nợ nần cả mấy chục tỷ. Nhưng mà Chúa dùng tôi để thay đổi họ. Và bây giờ họ trở thành những tỷ phú. Họ nói với tôi rằng là em nhìn thấy mục sư là một người mục sư là người của Chúa thật sự. Sau này em có hàng tỷ đô la em sẵn sàng để mà em trao cho mục sư giữ tiền cho em. Bởi vì những cái sứ điệp, những cái điều mà tôi chia sẻ ra nó thay đổi cuộc đời của họ, thay đổi tài chánh của họ. Và tôi nói rằng là sau này nếu mà Chúa đem tôi ở trong một cái mức độ khác hơn thì có lẽ những cái sứ điệp mà tôi chia sẻ như thế này đó, là người ta sẽ phải thu tiền. Tại sao vậy? Tại vì tôi sẽ phải chi trả cho những cái tiền phòng ốc để mà tổ chức những buổi hội nghị cho những tỷ phú, cho những doanh nhân. Sáng nay khi tôi thờ phượng Chúa trong hội thánh thì Chúa bày tỏ với tôi về cái chức vụ của tôi sau 10 năm nữa, sau này 10 năm nữa. Tôi về đây là nhờ cái sự ban phước của Chúa đặc biệt. Nếu quý vị biết rằng là cái tiền mà vé bay mà chúng tôi trả đó cho cái chuyến đi này á, thật sự sẽ sốc rất là nhiều. Chi phí không dưới 1 tỷ. Nhưng mà Chúa đã ban phước cho chúng tôi. Tôi giấu điều này và tôi không chia sẻ cho bất cứ một ai bên Mỹ biết. Tại vì sao vậy? Tại vì nếu mà nhiều người biết tôi giàu có nhiều tiền, cuộc sống của chúng tôi sẽ rất là khó khăn sau này. Nhưng mà tôi chia sẻ điều này cho thánh của Chúa tại đây để quý vị biết rằng là khi mà Chúa thay đổi số phận của chúng ta thì tự cháy túi trở nên dư dật. Không có một xu vẫn có thể có triệu đô la trong tài khoản của mình. Chúa đã hạ chúng tôi xuống khi mà chúng tôi đến Mỹ. Chúng tôi không có một xu ở trong túi để mà chúng tôi trả tiền nhà. Chúng tôi phải đi mượn tiền của những người bạn chúng tôi. Và khi mượn tiền như vậy, chúng tôi xấu hổ lắm. Và Chúa hạ chúng tôi xuống để chúng tôi biết được ai là bạn thật và ai là bạn giả. Ai là cái người mà cứ lúc nào cũng nhìn vào đồng tiền của mình có đó quý vị. Và Chúa dạy cho tôi một điều rằng là những ai mà tôn trọng mình khi mình có tiền á, nhưng đó không thể chơi được sau này. Nhưng mà khi mà chúng ta không còn đồng xu nào trong túi, mình bị mắc nợ, mà người ta vẫn chơi với mình được, người ta vẫn đối xử tốt với chúng ta, họ vẫn tôn trọng và trân quý chúng ta, thì những người đó mới thật sự là bạn quý ở trong đời của mình sau này.
Chúng tôi đã bị người ta coi thường khi mà chúng tôi không có một xu trong túi. Chúng tôi vẫn vui vẻ với họ, không có cái gì buồn hết. Đúng rồi, thì con người mình nhìn bề ngoài mà ai có biết mình ở trong như thế nào đâu. Nhưng mà có những người bạn sẵn sàng chúng tôi mượn tiền mà không đòi hỏi bất cứ một yêu cầu gì hết. Họ chuyển chúng tôi hàng ngàn đô la để mà trả tiền chi phí tiền nhà trong những lúc mà chúng tôi không còn gì. Và chúng tôi cầu nguyện rằng: Chúa ơi, sau này chúng con có tiền, chúng con sẽ trả lại cho người đó gấp đôi những gì mà người đó đã giúp đỡ cho chúng con. Quý mài chị em ơi, cuộc sống này chúng ta cần phải có sự khôn ngoan để biết được ai thật ai giả. Bởi vì nếu chúng ta không phân biệt được ai thật ai giả thì sau này cho dù chúng ta là tỷ phú, là triệu phú đô la, chúng ta có nhiều tiền khủng khiếp, nhưng mà chúng ta chơi với những người bạn xấu, quý vị, chúng ta sẽ mất trắng hết. Mất trắng hết. Bởi vì sao? Chúng ta không thể nhận biết được cái người nào thật và cái người nào giả. Chỉ khi chúng ta trở nên nghèo khổ, chúng ta không còn gì nữa, chúng ta mới biết được ai thật ai giả, ai đúng ai sai. Ai là cái người cao quý, ai là cái người tiểu nhân. Có nhiều người họ không có bị nghèo đó quý vị. Chung quanh họ toàn là những người bạn không, mà họ không biết được bạn tốt bạn xấu. Cho đến khi mà thình lình những cái người bạn mà tiểu nhân đó lộ mặt ra, họ không biết được trước đây. Bởi vì họ chưa có bị hạ số xuống, cho nên là những người đó cứ chơi với họ và đến cuối cùng thì bị gạt hết tất cả tiền bạc. Xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan trong ơn của Chúa. Và nhất là cái sự sức giàu, sự bao phủ thuộc linh tốt lành sẽ khiến chúng ta được phước lâu dài. Cái người bao phủ thuộc linh của chúng ta, người đó sẽ có cái nhìn để biết được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thiện, đâu là ác, đâu là chính, đâu là tà. Và David ở đây, ông đã làm tốt điều đó và ông đã khiến cho những người đi theo ông có thể thay đổi được số phận của họ. Và họ được trở nên những người tướng lĩnh vĩ đại. Cảm ơn Chúa. Và điều thứ năm đó là chúng ta cần phải vâng lời bước đi trong đức tin. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 7 chép rằng là: vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Giô-sê đoạn 1 câu 3 chép rằng là: phàm nơi nào bàn chân các ngươi đặt đến thì ta sẽ ban cho ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se. Bước đi bởi đức tin rất là quan trọng. Bởi vì nếu chúng ta chỉ có nghe, chúng ta tin mà chúng ta không làm theo, chúng ta không có bước đi ở trong sự vâng lời Chúa, chúng ta sẽ không thể nào chiếm hữu được sứ hứa của Chúa. Có những người họ muốn rằng là họ sẽ thay đổi số phận của họ. Họ được đi nhiều nơi trên thế giới để mà làm nhiều việc lớn lao hơn cho Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi mà thấy khó khăn, họ không dám bước. Khi qua Mỹ thì chúng tôi bị sốc về nhiều thứ lắm. Mà một trong cái sốc đó là chúng tôi phải học lại tất cả mọi thứ. Có người bạn cùng làm việc, làm hãng ở trong hãng gà của tôi đó, thì anh này ảnh là một kỹ sư công trình thiết kế điện cho những cái công trình lớn ở tại miền Nam Việt Nam. Anh rất là giỏi trong những công trình về thiết kế điện, từ điện ở trong siêu thị, trong những nhà máy cho đến những cái công trình thủy lợi thì anh rất là giỏi. Nhưng mà anh nói với tôi rằng là: anh biết không, cái hệ thống điện bên Mỹ này nó khác hoàn toàn so với hệ thống điện ở bên Việt Nam. Tôi trước đây là kỹ sư hệ thống điện, nhưng mà tôi qua đây tôi muốn làm tiếp về kỹ thuật điện á, thì bắt buộc tôi phải học lại tất cả mọi thứ từ ban đầu. Và khi qua Mỹ, tất cả mọi người chúng ta, dù là bác sĩ hay là kỹ sư, chúng ta phải học lại hết. Và đó cũng là một thách thức dành cho tôi. Tôi phải đi học, tôi phải làm lại từ đầu. Và đó cũng là một cái rào cản mà đôi khi xác thịt của tôi không muốn trả giá. Nhưng mà tôi biết rằng nếu mà tôi trả giá, tôi vâng lời bước đi trong đức tin, chắc chắn tôi sẽ thành công và tôi sẽ có thể hầu vị Chúa xa hơn, rộng hơn sau này. Cho nên có nhiều người muốn đi Mỹ giống tôi, chúng tôi lắm, nhưng mà khi mà đối diện với cái sự thay đổi thì họ co mình lại và họ không dám bước đi. Xin Chúa cho chúng ta có một tấm lòng biết vâng lời và dám trả giá bước đi với Chúa. Chúa gọi chúng ta đi hầu vị Chúa ở một vùng đất xa xôi, hẻo lánh, hoặc là nơi thị thành, đô hội. Nếu chúng ta vâng lời Chúa, bước đi, chắc chắn Chúa sẽ tạo cơ hội chúng ta được phước và được thành công nhiều hơn sau này. Amen. Và điều thứ sáu đó là sống trong sự công chính và ngay thẳng. Gióp đoạn 8 câu 6 cho đến câu 7 chép rằng là: nếu ông thanh sạch và ngay thẳng, quả thật bây giờ Ngài sẽ tỉnh thức vì ông và làm cho nhà công bình ông được hưng thịnh. Dẫu ban sơ ông vốn nhỏ mọn thì sau đó sẽ nên trọng đại. Đây là lời của một người bạn của Gióp đã nói với Gióp. Dẫu rằng là những lời đó đa phần đều là những lời mà không đẹp lòng Chúa, nhưng mà cũng có những lời đẹp lòng Chúa và đúng đắn theo lời của Ngài. Và một trong những lời đúng nhất đó là ở trong Gióp đoạn 8 câu 6 chữ 7 này chép rằng là: nếu Gióp thanh sạch và ngay thẳng thì Chúa sẽ tỉnh thức vì Gióp và làm cho nhà công bình của ông ấy được hưng thịnh.
Dẫu ban sơ vốn nhỏ mọn nhưng mà sau rốt sẽ nên trọng đại. Có thể bây giờ con cái Chúa nhìn thấy cái người này người kia đi xe đạp, ở nhà thuê, nhà trọ, nhà mướn đó, nghèo khổ đó, rách rưới đó, không có cái gì để gọi là được phước. Nhưng nếu chúng ta trung tín, sống ở trong sự công chính và ngay thẳng, không tham lam, không bất nghĩa, không tham vợ người khác, không tham xe, không tham tài sản của người khác, không tham điện thoại của người khác, không tham lam tiền dân hiến của hội thánh của Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ cho nên trọng đại sau này. Amen. Và nguyên tắc thứ bảy cuối cùng, không bao giờ bỏ cuộc và nản lòng. Trong ngôn đoạn 24 câu 10 chép rằng: nếu con ngã lòng trong ngày hoạn nạn thì sức lực con nhỏ mọn thay. Câu 16: vì người công bình dầu sa ngã 7 lần cũng trỗi dậy, còn kẻ hung ác bị tai vạ đánh đổ. Như vậy thì là người công chính của Chúa dầu sa ngã 7 lần cũng sẽ trỗi dậy. Nhưng mà nếu mà người công chính mà ngã lòng trong ngày hoạn nạn thì người công chính đó có sức lực không ạ? Không có sức lực gì hết, rất là yếu ớt, làm gì cũng không thành. Nhưng mà người công chính thật sự của Chúa dẫu ngã 7 lần cũng sẽ có cách để trỗi dậy. Còn người hung ác không có Chúa thì sẽ bị tai vạ đánh đổ. Theo Chúa đôi khi chúng ta cũng có những sự mệt mỏi ngã lòng lắm, đúng không quý mài chị em? Tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền xe, ô tiền nó tới liên tục. Mà nếu chúng ta không nhìn trong xem Chúa, chúng ta dễ mệt mỏi lắm. Nhất là trong thời điểm này, kinh tế tài chính ở Việt Nam nó sa sút khủng khiếp. Nguyên nhân vì đâu? Nguyên nhân bởi vì cớ kinh tế Trung Quốc nó cũng đang sa sút. Bất động sản ở Trung Quốc bây giờ đã đóng băng luôn, cho nên là bất động sản ở Việt Nam cũng đóng băng theo. Nếu quý vị muốn nhìn thấy tương lai của Việt Nam mình như thế nào, nhìn qua Trung Quốc chúng ta sẽ biết. Khi qua Mỹ tôi biết được nhiều thứ mà ở Việt Nam chúng ta không biết. Ngay cả cái hệ thống điện của ở Việt Nam ở nhà chúng ta đó là cũng được thiết kế theo giống như hệ thống điện của bên Trung Quốc và Nga và các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa. Tức là ngay cả cái hệ thống điện mà cũng phải bắt chước y chang như vậy, thì những cái hệ thống kinh tế, hệ thống chính trị nó cũng giống y chang. Và khi nào mà Trung Quốc nó phát lên thì chúng ta mới được giải thoát ra khỏi những sự đóng băng về kinh tế tài chính. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh này, con cái Chúa chúng ta phải làm sao quý mà che? Chúng ta cần phải trỗi dậy trong ơn của Chúa. Ai ngã lòng, ai bỏ cuộc, ai thối lui kệ họ. Nhưng mà chúng ta cần phải nói trong danh Chúa Jesus Christ, hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Chúa qua. Tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi sẽ tiếp tục, tôi bước đi theo Chúa. Tôi sẽ là người được phước, tôi sẽ là một người được đứng hàng đầu chứ không phải hàng đuôi. Tôi sẽ là nguồn phước cho gia đình của tôi. Ma quỷ không thể đánh bại được tôi. Số phận của thế gian này không thể nào ngăn cản được bước tiến của tôi để tôi đạt được cái thiên mệnh của mình mà Chúa đặt để cho đời sống của tôi. Tôi đã từng công bố và tôi đã từng khóc, tôi đã từng công bố la ở trong đức tin của mình rằng là tôi là người được phước, tôi sẽ làm được. Và cảm ơn Chúa ngày hôm nay tôi đứng đây chia sẻ lời Chúa trong đức tin và trong sự dạn dĩ là bởi vì cớ tôi đã chiến thắng được chính mình, chiến thắng được sự ngã lòng, chiến thắng được những cái sự thất bại của xác thịt mình. Và tôi đã sa ngã rất là nhiều lần quý mài cho em, nhưng mà tôi đã có thể trỗi dậy được. Theo lời của Chúa, người công bình dầu sa ngã 7 lần cũng trỗi dậy. Số 7 nói về sự trọn vẹn, số 7 nói về cái sự một cái tiến trình của nhiều lần. Khi mà chúng ta thành công, chúng ta đứng ở đây, có thể nhiều người người ta không thấy được cái quá trình mà chúng ta phải phấn đấu, nỗ lực, cố gắng, vất vả như thế nào. Đúng không? Người ta không quan tâm đâu quý mài chị em, người ta không quan tâm quý vị như thế nào đâu. Nhưng mà khi quý vị đi xe hơi đời mới nhất ở cái nhà lầu đẹp nhất ở xóm mình, quý vị có tài khoản khủng khiếp, người ta sẽ đồn rằng ồ quý vị là người thành công. Nhưng mà người ta đâu có biết rằng là chúng ta phải vất vả, chúng ta phải nỗ lực đổ mồ hôi sôi nước mắt như thế nào. Đúng không ạ? Không ai quan tâm hết á. Tôi nhìn thấy quý vị đang nỗ lực và cố gắng ở trong đức tin. Và tôi nhìn thấy có những người ở trong quý vị là những đại gia trong tương lai. Amen không quý mà chị em? Sao mà nụ cười giống như là bà Sarah khi mà thiên sứ báo tin rằng là cũng giờ này độ năm sau ngươi sẽ có con. Bà cười ha 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 ha. Nụ cười này đầy bí ẩn giống như Mona Lisa. Xin Chúa cho chúng ta cười trong đức tin, cười trong sự chiến thắng, cười trong một cái sự hy vọng. Chúa Giêsu Christ ngài chính là sự hy vọng về sự vinh hiển của chúng ta. Amen. Ở với Chúa không có gì là quá khó quý mà cha.
Và tôi hy vọng rằng lần sau khi tôi trở lại Việt Nam, tôi sẽ nhìn thấy ở nơi đây sẽ có nhiều người đến đây thờ phượng Chúa, cảm ơn Chúa và làm chứng như lời chia sẻ tốt lành. Vì nhờ lời của Chúa chúng ta được thay đổi. Nhờ lời của Chúa chúng ta không còn nghèo khổ nữa. Và tôi ước ao rằng là sau khi tôi trở lại Việt Nam, trong lần sau thì tôi sẽ làm chứng về những phước hạnh lớn lao hơn mà Chúa dành cho cuộc đời của tôi, cho gia đình của tôi, cho công việc của tôi tại Hoa Kỳ. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng tôi chưa phải là những người giàu có. Và khi chúng tôi nói điều này với những người bạn của chúng tôi bên Mỹ á, thì bạn của tôi nói rằng là sao không giàu có? Bây giờ anh làm công nhân trong hãng đúng không? Lương thấp đúng không? Bây giờ anh nhìn đi, hai vợ chồng đều có xe hơi hết. Điện thoại là điện thoại iPhone 15 Pro Max. Hai cái đồng hồ Apple Watch, mỗi người một cái đồng hồ Apple Watch. Nghe có gì? Ồ, tôi cảm ơn Chúa, bởi vì có nhiều khi mình không để ý quý mài cho em, nhưng mà người ta thấy và mình được nhắc nhở rằng là mình thật sự được phước. Đôi khi trời cho không ai thấy mà trời lấy không ai hay. Mình đang được phước đó mà mình không biết, đúng không ạ? Có những người họ không có con được, họ nhìn thấy chúng ta có con, mình được phước đó, đúng không ạ? Đôi khi mình có con, sao có chăm con cực quá. Ngày trước khi mà tôi có đứa đầu tiên tôi thấy cực lắm. Đứa thứ hai là cảm thấy cực hơn nữa. Nhưng qua đứa thứ ba là coi như là không còn biết gì hết á. Tại vì quen rồi. Và chỉ biết cảm ơn Chúa bởi vì Chúa ban chúng tôi có ba cơ nghiệp. Cảm ơn Chúa. Thì Chúa ban phước cho tất cả chúng ta qua lời của Chúa buổi chiều nay, để chúng ta sẽ được thay đổi số phận trong ơn của Chúa và là những người được phước nhất ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Tôi xin tóm tắt lại những nguyên tắc này để chúng ta được thay đổi số phận của chúng ta. Thứ nhất đó là chúng ta cần phải tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa đời sống của mình. Thứ hai đó là chúng ta cần phải tin cậy những lời hứa của Chúa. Thứ ba, hãy ngợi khen, biết ơn Chúa và thờ phượng Ngài trong mọi hoàn cảnh, và hãy giữ trung tín ngày thờ phượng Chúa. Nguyên tắc thứ ba đó là hãy trung tín dâng hiến cho Đức Chúa Trời. Thứ tư, hãy ở trong sự sức dầu và bao phủ thuộc linh tốt lành. Hãy giữ liên hệ tốt với lại người cha thuộc linh của chúng ta ở trong hội thánh. Thứ năm, hãy vâng lời bước đi trong đức tin và hãy can đảm dạn dĩ để vâng lời Chúa. Thứ sáu, hãy sống trong sự công chính và ngay thẳng. Và thứ bảy, không bao giờ được phép bỏ cuộc quá sớm và nản lòng. Người có một sự trung thành và bước đi với Chúa, không bỏ cuộc, không nản lòng, người đó cuối cùng sẽ nhận được phước rất lớn. Hebrew đoạn 12 câu 2 cho đến câu 3 chép rằng là hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dừng ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. Khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi nao sờn thì chúng ta hãy nhìn xuống Chúa Giêsu, đừng nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, đừng nhìn vào con người. Ngày hôm nay có nhiều người con cái Chúa chúng ta cứ nhìn vào con người. Tôi vừa mới nghe một con cái Chúa làm chứng rằng là nó nói lại rằng là cái người chị em đó buồn bởi vì có một ổ mì thôi, dành ăn có một ổ mì mà buồn Chúa và bỏ nhóm. Tôi nghe tôi cảm thấy rất là buồn. Quý mà chị em ơi, Chúa đâu có làm tội làm lỗi gì đâu, đúng không ạ? Buồn nhau mà lại bỏ thờ phượng Chúa. Ủa, hai anh em buồn nhau tự nhiên cái buồn luôn cả cha mẹ rồi không có ở trong nhà nữa sao? Vô lý lắm quý bà chị em ơi. Xin Chúa cho chúng ta luôn nhìn trong xem Chúa Giêsu Christ. Nhìn con người chúng ta có thể sẽ bỏ cuộc, thôi lui vì cớ chúng ta bị thất vọng. Nhưng nếu chúng ta nhìn xem Chúa là đấng hoàn hảo thì chúng ta sẽ không bao giờ thất vọng và bỏ cuộc đâu quý bà chị em. Xin Chúa giúp cho chúng ta luôn trung tín theo đuổi Chúa cho đến cuối cùng, hầu cho mọi người chúng ta trở thành những nguồn phước cho chính mình, cho gia đình của mình và cho cộng đồng xung quanh của chúng ta. Cảm ơn Chúa, xin mời chúng ta cùng nhớ đứng dậy và tôi xin được phép cầu nguyện theo lời của Chúa trong thời gian này. Thưa Chúa, dấu chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Chúa buổi chiều hôm nay nhắc nhở mọi người chúng con rằng chúng con có một Đức Chúa Trời là đấng có quyền để thay đổi số phận, thay đổi hoàn cảnh sống của chúng con, thay đổi được tương lai của chúng con. Chúa ơi, Ngài là đấng có quyền để ban cho sự giàu có, thịnh vượng, sức mạnh, sự tôn trọng và cũng như tất cả mọi điều mà con người chúng con mong muốn. Lạy Chúa, con cầu nguyện xin cánh tay quyền năng của Chúa ở cùng với dân sự của Ngài trong thời gian này. Những anh chị em nào chúng con đang khao khát tìm kiếm Chúa, tìm kiếm sự hiện diện của Ngài, tìm kiếm quyền năng của Ngài, tìm kiếm câu trả lời của Ngài trên nan đề, trên hoàn cảnh của họ, thì Chúa ơi, xin Chúa Ngài đụng chạm đến họ giây phút này. Quyền lời của Chúa đụng chạm chúng con và Thánh Linh của Chúa Ngài cũng đến ở trên
cho chúng con. Ngài sức dầu, Ngài ban ơn, Ngài chữa lành, Ngài giải cứu và phải gãy tất cả những ách của sự rủa xả, những ách của sự tối tâm, những ách của sự nản lòng, những ách của sự bệnh tật, những ách của sự nớ nâng ở trên đời sống của chúng con. Những cái điều gì làm chúng con bị sa sút, bị thất bại trong thuộc linh của chúng con bấy lâu qua, thì xin Chúa Ngài thương xót và nhìn thấy, Ngài chạm đến và mở trói chúng con để chúng con được ra khỏi tất cả những cái sự tối tâm đó, hầu cho chúng con được thay đổi số phận và chúng con không còn là những người phải xấu hổ cúi gằm mặt xuống nữa. Nhưng nguyện Chúa Ngài đỡ mặt của chúng con lên, Ngài đỡ chúng con lên cao hơn để chúng con có thể ngẩng cao đầu ở trong sự sáng của Ngài. Chúng con sẽ không còn phải sống ở trong sự cúi gằm mặt xuống ở trước kẻ thù nghịch của chúng con là ma quỷ nữa. Xin Chúa cho chúng con có thể chiến thắng được ma quỷ, những sự nghèo đói, những bệnh tật, những sự rủa xả của nó, những sự giới hạn của Satan trên đời sống của chúng con, hầu chúng con có thể ngẩng cao đầu lên và cảm ơn Chúa, ngợi cái Ngài, bởi vì Chúa là đấng quyền năng thay đổi câu chuyện cuộc đời của chúng con. Ngài thay đổi số phận của chúng con, thay đổi tương lai của chúng con, thay đổi gia đình của chúng con, thay đổi vợ chồng con cái của chúng con, để chúng con trở nên những người lớn lao vĩ đại trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, chỉ có Ngài là đấng có thể thay đổi tương lai của chúng con mà thôi. Mỗi người chúng con đứng tại đây, chúng con nói với Chúa rằng xin Chúa Ngài làm những việc lớn của Ngài trên đời sống của chúng con, ở trên hội thánh của Chúa tại đây, để hội thánh của Chúa sẽ không còn là nhỏ, là bé, là hèn mọn ở trong mắt của cộng đồng chung quanh của chúng con. Nhưng xin Chúa Ngài dấy hội thánh của Chúa lên, Chúa ơi, xin Chúa Ngài phục hưng hội thánh này và Ngài cho hội thánh này được có một sự ảnh hưởng mạnh mẽ trên cộng đồng chung quanh. Xin Chúa Ngài tha thứ cho những lỗi lầm, những thất bại, những yếu đuối trong hội thánh này, khiến cho ngọn đèn của Chúa trong hội thánh này trong những ngày vừa qua đã bị tắt đi hoặc là bị lu mờ. Lạy Chúa, xin huyết Chúa Jesus Christ thanh tẩy hội thánh của Ngài. Và Ngài cho hội thánh của Chúa có cơ hội để vực dậy ở trong thuộc linh và được tiếp tục chiếu sáng ra như một ngọn đèn hải đăng cho cộng đồng tối tăm chung quanh. Còn cảm ơn Chúa, nguyện Chúa Ngài sử dụng hội thánh của Chúa tại đây và cũng như ông mục sư quản nhiệm tại đây. Nguyện Chúa Ngài đại dụng ông trong công việc nhà Ngài và Ngài cho ông có uy quyền lớn lao và cũng như có quyền năng của Chúa để có thể cầu nguyện chữa lành, giải cứu và đem nhiều người chuyển vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Còn cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa được vinh hiển qua lời của Ngài và xin Chúa Ngài sử dụng lời của Ngài để đánh động, để thức tỉnh, để dứt dậy chúng con và cho chúng con tiếp tục bước đi theo Ngài một cách trung tín từ nay cho đến ngày mà Chúa Jesus Christ Ngài trở lại. Chúng con cùng nhau thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn quý mạng xem. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.